Được biết đến là người kế thừa ngai vàng của hoàng gia Anh nên hoàng tử William luôn xuất hiện nghiêm túc trước mặt các thần dân. Ấy vậy mà hình tượng ấy lại bỗng chốc sụp đổ vì một hành động của Taylor Swift tại buổi hòa nhạc hiện gây bão cõi mạng. Cụ thể, hoàng tử William dẫn theo hai con lớn là hoàng tử George và công chúa Charlotte đến xem show diễn của Taylor Swift tại sân vận động Wembley ở London, Anh. Và trong một khoảnh khắc vô tình được camera khán giả quay lén cho thấy, hoàng tử William đang nhảy cuồng nhiệt theo giai điệu Shake It Up trong buổi hòa nhạc của Taylor Swift. Video này hiện tại đã nhận hơn 8,8 triệu lượt xem trên TikTok chỉ sau 20 giờ chia sẻ, thần vương xứ Wales sẵn sàng gạt bỏ hình tượng thành viên hoàng gia nghiêm túc để thả mình vào âm nhạc. Cư dân mạng tỏ ra thích thú trước hình ảnh hiếm có của vị vua tương lai. Đây là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy. Shake it off, hoàng tử William. Hoàng tử William là Swiftie mà tất cả chúng ta cần. Anh ấy chắc chắn làm chúng ta rối trí ở đây theo cách tốt nhất. Anh ấy như nhẹ đi trên đôi chân của mình. Ngoài ra, cộng đồng mạng cũng phát sốt với lời chúc mừng sinh nhật nữ ca sĩ dành riêng cho người thừa kế ngai vàng. Ngôi sao 35 tuổi cầm điện thoại chụp ảnh selfie cùng ba cha con nổi tiếng bậc nhất nước Anh. Họ cùng mỉm cười rạng rỡ và nhìn vào điện thoại của giọng ca Cruel Summer để lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ. Bài đăng của công tước xứ Wales đính kèm dòng chú thích: "Cảm ơn Taylor Swift vì một buổi tối tuyệt vời." Bức ảnh này nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội và thu hút hơn 2,6 triệu lượt thích trên Instagram sau hơn nửa ngày, thu hút nhiều cuộc bàn luận sôi nổi từ công chúng. Trong bài đăng có gần 110.000 lượt thích trên Facebook, tạp chí People nhận định đây có thể là bức ảnh selfie của năm. Theo People, hoàng tử William và Taylor Swift đã có sự kết nối từ nhiều năm qua. Tại một sự kiện từ thiện ở cung điện Kensington vào năm 2013, hoàng tử nước Anh đã lên sân khấu với nữ ca sĩ Tamis và ngôi sao John Bon Jovi rồi cùng hòa giọng. Công tước xứ Wales cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với giọng ca Felix tại một sự kiện trang trọng vào năm 2023. Cũng từ đó dân tình đoán rằng hoàng tử William là một fan ngầm của ngôi sao đình đám người Mỹ. Ngoài câu chuyện cháy hết mình của hoàng tử William, thì sự xuất hiện cùng trình diễn của bạn trai Taylor Swift là chi tiết gây chú ý không kém. Cô không ngại mang tình yêu của mình lên sân khấu Eras Tour. Sự tham gia bất ngờ của bạn trai cô, Travis Kelce, cầu thủ bóng bầu dục của đội Kansas City Chiefs, khiến fan hâm mộ không khỏi phấn khích. Trong đêm diễn, Travis Kelce mặc bộ vest buổi sáng và đội mũ chóp cao đã bế Taylor Swift lên trong phần chuyển cảnh ca khúc I Can't Do It With a Broken Heart tại sân vận động Wembley. Sau đó anh đã biểu diễn một đoạn ngắn cùng với các vũ công của Taylor Swift, cũng mặc trang phục giống như Kelce. Sau đó Taylor Swift còn được Rizzy Abram, người bạn và thường là ca sĩ mở màn cho cô, cùng tham gia trên sân khấu. Họ đã cùng nhau song ca bài hát Us trong phần acoustic ngẫu hứng. Us là một bài hát mà Taylor Swift và Rizzy Abram đã cùng sáng tác và biểu diễn cho album mới của Abram mang tên The Series of Us phát hành vào cuối tuần trước. Sau đó, Taylor Swift tiếp tục biểu diễn một bài hát bất ngờ khác trong đêm, phiên bản acoustic của bài hát Out of the Woods từ album 1989, kết hợp ngắn gọn với một bài khác từ album đó là Clean. Đêm 23 tháng 6 đánh dấu buổi diễn cuối cùng trong 3 buổi biểu diễn tại sân vận động Wembley. Tuy nhiên, Taylor Swift sẽ trở lại Wembley vào tháng 8 năm 2024 với 5 buổi diễn nữa để kết thúc chặng châu Âu của chuyến lưu diễn Eras.